mới của mọi người như thế nào rồi? Tết nhất đã xong chưa? Mọi thứ đã hoàn thiện chưa hay là vẫn còn dở dang, vẫn còn nhiều công việc? Nếu mà các bạn vẫn còn công việc bề bộn thì thôi, cũng đành nghỉ tay thôi. Tết đến nơi rồi, về với gia đình thôi. Năm 2022 vừa rồi là một năm thành công đối với cả Spyroom, và chúng mình sẽ không thể có những thành công đấy nếu như mà không có sự ủng hộ của các bạn. Vậy nên là video này sẽ thay một lời cảm ơn đến các bạn. Chúc các bạn có một năm mới 2023, một năm Quý Mão thật là may mắn và thành công. Còn bây giờ thì hãy xem là mọi người trong công ty đã chuẩn bị những lời chúc gì cho các bạn nhé. Ok, hãy bắt đầu ngày nào. Let's go. Ok. Tôi không biết bạn là ai. Tôi không biết bạn muốn gì. Nếu bạn muốn một lời chúc đi vào sổ sách thì tôi không thể cho bạn thứ đó. Nhưng thứ mà tôi có thể cho bạn là đây. Chúc bạn một năm mới đau đầu vì nhà giàu, buồn phiền vì nhiều tiền, mệt mỏi vì làm giỏi và mất ngủ vì không có đối thủ. Happy New Year. À, chúc năm mới ạ. Chung là anh nghĩ là cuộc sống này nó vô thường. Thực ra kìa, năm vừa rồi anh sống trong những cái mê. Mình cần, tức là anh nhận ra một cái sự thật là mình cần phải sống nó tỉnh thức lên, nó phải giác ngộ. Thì anh cũng chỉ mong là năm mới thì những người mà cũng đang tiếp tục ủng hộ Spyroom thì mọi người cũng giống như anh, mọi người nhận ra là cuộc sống này nó có những cái giá trị mà mình phải cho đi. mình phải bớt những cái gọi là tham sân si. Mình sống làm sao để sau này mình có một cái phần gọi là những cái ảnh hưởng tốt xã hội. Ví dụ như là anh hay đang xem thầy đây, thầy Trung giác ngộ. Anh nghĩ là mọi người cũng có thể theo dõi thầy Trung để xem là tình hình như thế nào. Chứ anh thấy anh chửi mua sách của thầy Trung rồi, theo một sách chị. Mà thôi, năm 2023 cảm ơn tất cả mọi người đã đến và ở lại với Spyroom. Chúc mọi người có một cái năm mới bình an hạnh phúc và chúc mọi người sớm giác ngộ giống như anh, giống như thầy Trung đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Năm 2022 với rất nhiều người thì mình nghĩ là sẽ không dễ dàng gì. Tuy nhiên thì ngày hôm nay nếu mà các bạn nào đã đang xem video này của Spyroom và đã đang ngồi đây vào lúc này thì mình tin là các bạn cũng đã trải qua hết những cái khó khăn và cũng đã rất cố gắng trong một năm vừa qua rồi. Mình hy vọng là trong năm 2023 tới thì các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Spyroom, sẽ đọc những bài viết của Spyroom, nghe những podcast của Spyroom, xem những video của chúng mình và đọc những cuốn sách mà chúng mình sản xuất ra, và chúng mình hy vọng là sẽ tiếp tục đem tới nhiều giá trị hơn cho tất cả mọi người, và mong là các bạn sẽ có thể một lần nữa chinh phục năm 2023 trước mắt với rất nhiều sức khỏe này và rất nhiều niềm tin vào bản thân mình, và chúc mừng năm mới em ạ. Đúng. Năm mới thì chúc mọi người khỏe như bóc, phước khắp nhà, đầy niềm vui. Hết ạ. Khỏe như bóc nhá. Bóc này hả? Năm nay tôi đã giác ngộ nhiều điều. Tôi cảm thấy là tôi muốn cảm ơn cuộc sống, cảm ơn bố mẹ và cảm ơn những người viết trên Spyroom đã đóng góp thực sự nhiều giá trị tốt đẹp dành cho diễn đàn và cho cuộc sống này. Và chúc mọi người một năm mới thực sự bình an và có nhiều may mắn trong năm mới. Tạc em chào anh em, năm mới chúc anh em đỏ tình đỏ vàng hết. Thời gian qua thì rất cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi Spyroom. Hy vọng trong năm mới thì các bạn vẫn sẽ bên cạnh chúng mình để cùng xây dựng một cộng đồng tốt đẹp. Năm mới thì chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt team content của Spyroom thì xin chúc toàn thể các khán thính giả, độc giả của Spyroom một năm mới độc lập, tự do, hạnh phúc và có những giây phút bình an bên gia đình cùng người thân. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ Spyroom trong suốt thời gian qua.
chúc các bạn là sang năm mới thì sẽ có đủ can đảm và mạnh dạn hơn để thử những cái điều mà có thể các bạn đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng chưa dám làm. Có thể là thử viết này, thử thu âm, thử làm video, thử con gái, bạn trai có người yêu gì đó. Nhưng tự sale luôn là mình chưa có người yêu, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ Spider Room. Rồi đúng rồi nhé, đúng rồi đấy, như thế đấy. Ok, bắt đầu chưa? Rồi xuống đi anh. Xuống đi anh. Lên nào. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Spy Room trong suốt năm vừa qua. Chúc bạn một năm mới vui vẻ. Đối với người làm Spy Room thì thứ đẹp nhất với chúng mình chính là nụ cười của các bạn. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn độc giả và khán giả của Spy Room đã ủng hộ trong năm 2022 hơi khó khăn một tí thôi, nhưng mà mình mong là năm 2023 này thì mọi người sẽ luôn luôn vui vẻ và luôn luôn đồng hành cùng Spy Room nha. Chúc mọi người có một năm mới thực sự là dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng mở mát, lúc nào cũng vui vẻ bên gia đình, người thân, bạn bè, và đặc biệt là những người nào đang có ước mơ gì chắc là sẽ tiến gần hơn ước mơ so với năm ngoái. Và đây chính là thành viên mới của Spike Room. Dứa xin chúc mọi người một năm mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe, thành công trong công việc và kiếm được thật là nhiều tiền nhá. Lần đầu tiên mình muốn cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho sự phát triển của chính bản thân mình qua việc tìm hiểu những tri thức cũng như là thông tin ở trên Spider Room. Và năm mới thì mình muốn chúc các bạn chân cứng đá mềm để có thể vượt qua mọi thử thách và khó khăn trong năm mới, bởi vì chắc chắn năm nay sẽ là năm rất là vất vả, nhưng mình tin là các bạn sẽ làm được. Mình thì mình sinh hoạt Spider Room chắc đến bây giờ là đến năm thứ 6 rồi đấy, và cái đấy là một trong những cái nét mà Spider Room mà có mà không chỗ nào mà có được, là các báo mạng là các bạn chỉ thấy có một phần, là luôn luôn một chiều, chỉ có các cái thứ là người ta đưa tin và định hướng thôi, nhưng mà trên Spider Room thì có rất nhiều những cái ý kiến, những cái luồng tư tưởng khác nhau, và cái việc gọi là những cái luồng tư tưởng này nó đối chọi nhau thì khiến cho mọi người được mở mang tầm mắt rất là nhiều ấy, bản thân mình thế đấy. Cho nên là đấy nó là cái điều mà mình rất là hy vọng là các những người gọi là đang sinh hoạt trên Spider Room, kể cả người viết, độc giả, đó là hãy tiếp tục viết này, hãy tiếp tục đọc này, hãy tiếp tục làm sao mà mở rộng cái tâm trí của mình ra, bởi vì đấy nó là cái món quà quý nhất mà một con người có thể có. Chúc năm mới. Chúc năm mới. Lần đầu tiên thì mình xin cảm ơn đến tất cả những người dùng của Spy Room, các bạn tác giả, độc giả trên website Spy Room và các bạn viewer đang xem video này. Một lời cảm ơn chân thành nhất thì chính những đóng góp của các bạn, những feedback của các bạn đã làm cải thiện cho website của mình ngày một chất lượng hơn. Trong năm tới thì chúng mình sẽ có rất nhiều dự định và có thể sẽ có rất nhiều tính năng mới trên hay ho trên website. Bọn mình cũng có thể có các nền tảng khác thì các bạn hãy đón chờ cùng chúng mình nhé. Thì trước thêm năm mới thì mình cũng sẽ gửi một lời cảm ơn đến mọi người, chúc mọi người một năm mới sức khỏe và sự an lành, hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ và dõi theo Spy Room. Xin chào tất cả các bạn. Năm mới đã đến thì mình muốn gửi một lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ Spy Room. Bản thân mình quen Spy Room và cũng là một người viết từ năm 2016, vì thế Spy Room có một ý nghĩa rất là lớn với mình, và năm nay thì cũng là năm mình trở thành một con nhện. Thế nên là cảm ơn tất cả các bạn. Và năm nay thì mình có một lời chúc là cho các bạn và cũng chính là cho bản thân mình, thì hy vọng là mọi người sẽ luôn cởi mở, luôn chân thành, luôn tốt bụng, luôn biết lắng nghe người khác và hãy luôn adventurous. Cảm ơn mọi người. Hello, chương trình năm mới kính chúc các quý khán giả và thính giả của Spy Room một cái Tết con mèo thật là hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và rất sức khỏe. Và chúng mình rất cảm ơn các bạn đã đồng hành chúng mình cùng năm qua. Bọn mình sẽ cố gắng năm tới là tốt hơn năm cũ, mong là năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và có nhiều người hơn đến đây để gặp lại chúng ta. Chúc mừng năm mới các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube Spy Room trong suốt một năm vừa qua, và hy vọng sẽ năm sau sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn. Vui vui bất diệt. Anh có thể nói hẳn một bài rất là dài dài nữa. Có 30 giây. Hello các bạn. Thì kiểu
chúc mừng năm mới. Vậy là một năm cũ sắp đi qua và một năm mới chuẩn bị tới. Nhân cái thời khắc giao hòa tuyệt vời này, mình chúc tất cả các bạn độc giả, các bạn thính giả và các bạn khán giả của Spider Room một năm mới an khang hạnh phúc và bạn sự hí. Cảm ơn các bạn. Và đó cũng là toàn bộ những lời chúc bọn mình muốn gửi đến các bạn trong năm 2023. Mong rằng các bạn sẽ vẫn tiếp tục yêu quý và ủng hộ bọn mình. Còn bây giờ thì chuẩn bị lại 3, 2.